Thưa đại chúng, hôm nay nhân cái duyên lành, quý vị cũng thấy anh Tảo, anh Thanh Pháp đó, thì anh là một trong những người đệ tử quy y với Pháp Hòa đầu tiên nhất ở tại cái tiểu bang này mười mấy năm trước. Và khi mà anh biết mình bệnh thì anh lại có một cái tâm nguyện là muốn họ học thiền giới. Thì khi đó với thầy nói là thôi để sẵn qua thăm anh rồi làm lễ thiền giới cho anh. Thì cũng cảm ơn thầy trụ trì đã khởi cái ý là dùng ngày hôm nay để tổ chức một ngày tu. Thì thật sự ra ở trong Phật Pháp đó, thì chúng ta sẽ thấy một cái nhân duyên nó trùng trùng. Nhân anh bảo bệnh của thầy đi thăm rồi có ngày tu, nhân anh phát nguyện họ thập thiện thì mấy chục người chúng ta lại cũng được ở dưới một ngàn, và nhân anh đi thăm anh mà chúng ta lại có được cái cơ hội ngồi lại để ôn nhắc lời Phật. Cái này Phật giáo gọi là trùng trùng duyên khởi. Một nhân này nó tạo tác thì tất cả những cái nhân kia, cái duyên kia nó cũng không. Mình hiểu như vậy đó. Cái gì gọi là duyên? Duyên là gì? Duyên là điều kiện. Duyên là những điều kiện. Ví dụ mình hay nói tùy duyên. Nhưng mà nếu như đó là mình tùy cái điều kiện mà ngay từ đầu chúng ta không tạo duyên, chúng ta không khởi duyên, chúng ta không có biết gieo duyên, thì làm gì cho có duyên mà để chúng ta tùy duyên. Cho nên chữ tùy duyên không thể nói bất cứ lúc nào mình nói cho nó có nói. Ví dụ như ta nói chị em chiều nay em mời chị đi chùa cũng kinh thêm không? Thôi tùy duyên nha. Thì như vậy là mình không có cái tâm, mình không có cái lòng. Dạ, mình sẽ thu xếp công việc. Đến 5 giờ, tới giờ đi, đột xuất đứa con mình có công việc gì nó phải nhờ mình đến được. Gọi lại, chị ơi, em sắp xếp hết rồi, mà giờ đến lúc phút cuối, 5 giờ đứa nhỏ nó kẹt, nó cần mình quá. Thôi chị cho em hẹn gì khác, cái này nó tùy duyên này. Mình tạo duyên rồi, mình tạo duyên rồi mà tới last minute mình không thể làm được thì chừng đó mình mới tùy duyên. Mà nếu như cái gì mà chúng ta cũng cứ bảo là tùy duyên, nghĩa là chúng ta không có cái chí hướng, không có cái chí nguyện, không có cái lòng kiên trì, không có cái tâm, không có cái tâm muốn làm việc đó. Cho nên mình phải tạo duyên, rồi mình phải gieo duyên. Ví dụ mình ăn chay chưa được, mình gieo duyên đi, ăn nửa ngày. Mình thọ năm giới chưa đủ, thọ mà giữ không hết, giữ bốn giới đi, giữ ba giới đi, giữ hai giới đi, thậm chí giữ một giới thôi, đó là gieo duyên. Tại vì mình biết cái hoàn cảnh mình có những việc mình chưa làm được, nhưng mà trong đó có một cái mình có thể làm được rồi, mình giữ như thế đó. Nhưng mà nói cho cùng á, cái nào mình chưa giữ được, nghĩa là giới đó mới là cái chỗ giới để mình tu. Còn mình đã giữ được rồi thì khỏi cần nói, nó đã thành cái giới mình tu rồi. Chẳng qua mình thọ là để chi? Dành chánh ngôn thuận, official, cái giới đó. Ví dụ mình biết cái tật mình hay nói dối, phải thọ cái giới nói dối. Để chi? Mặc dù nó chưa hoàn toàn, nhưng ít nhất nó cũng đang cải thiện. Mình đang gieo duyên ở cái giới này, mình đang tích duyên ở cái giới này, chứ mình không để cho nó tùy tiện, tùy duyên mà nó tiếp tục nó sống bằng cái cách nói dối. Đó là cái tích cực của sự tu. Mình thọ giới mình phải hiểu cách mình tu, thì mình mới thấy rằng đó, giữ giới là có tự do chứ không phải là bị ràng buộc. Đa phần người ta sợ ràng buộc, ta nói thôi thôi tôi không dám đâu, tôi thọ rồi tôi giữ cái tôi tội. Vậy thì bây giờ thưa đại chúng, nếu mình không thọ, mình không giữ rồi mình làm có tội không? Cũng tội như thưa. Nhưng mà người có thọ rồi đó, cái tội nó ít, tại sao biết không? Biết nương tay. Ví dụ hồi xưa mình chưa thọ cái giới mà không chửi bới nữa. Cái bây giờ mình ai đụng tới mình là mình chửi xả láng. Cái bây giờ mình ai đụng tới mình, cái mình nóng nảy theo cái thường tình đó, mình chửi được 5 câu rồi. Quên mới thọ giới stop ngày đó, đỡ không? Cho nên có thọ giới rồi
thì mình có cái sự thay đổi, mình có cái sự cải tiến, mình có cái sự chuyển hóa. Cho nên á, tại sao trong Phật giáo không có cái lễ nhập đạo để trở thành những tín đồ? Tín đồ không bằng một hành giả, vì tín đồ chỉ là con số thôi, con số lượng mình có bao nhiêu tín đồ. Nhưng mà tự thân mỗi tín đồ không có thể hiện sự tu tập thì làm sao đạo giáo nó phát triển? Cho nên á, mình muốn truyền bá đạo Phật không? Tự thân mỗi người mình mới tu, tự thân mình tu là một bài pháp hay nhất để quảng cáo đạo Phật. Mình không cần gõ cửa ai, khuyến dụ ai, làm gì hết, cứ thể hiện cái bản, cái thực chất của đạo Phật. Cho nên mình quy y để chi? Mình quy y để mình có chất Phật, gọi là Phật chất, gọi là Phật tử. Phật tử tức là người đệ tử Phật, người con Phật, là có chất Phật. Còn xưa giờ mình sống bằng cái gì? Tục tử. Tục tử là người con của thế tục. Chửi tôi chửi là tôi không chửi, nó nói tôi ngu. Bây giờ mình tu rồi á, mình vẫn nghe câu chửi đó, mình vẫn hiểu câu chửi đó. Mà tại sao mình không chửi lại? Tại vì mình tu chứ mình không có ngu. Mình không có ngu là nó nói gì mình không phải không biết, nhưng tu rồi. Cho nên luôn luôn tâm niệm tại mình tu chứ mình không có ngu. Ai làm cái gì thì không đúng, mình biết chứ, nhưng mà mình lấy cái tu của mình để cảm hóa như vậy. Cũng giống như một cái cây, cái hoa nó héo, không thể nhìn nó héo mà em dục liền, phải cải thiện nó trước, phải cứu vãn nó trước, tưới nước nó, ngắt lạnh nó, đem nó ra ánh nắng thử đi, không được nữa chừng đó mình mới tùy duyên bỏ mình ra. Mình đã rõ ràng, mình đã tạo duyên, mình tích duyên, mình làm tất cả mọi duyên để cứu sống nó, không được nữa đến sao? Chúng ta cũng như vậy. Cho nên tu Phật là một cái sự tích cực, tu là để chuyển hóa chứ không phải chúng ta có cái tờ giấy đó để lè ai hết. Cho nên á, người đã quy tâm bảo khi mất rồi chúng ta gọi là hương linh. Hương linh là gì? Là cái linh này nè, cái vong này nè, cái linh này nè có một chút hương thơm của sự tu tập, gọi là hương linh. Quy tâm bảo thọ năm giới rồi gọi là hương linh. Còn ai mà thọ thập thiện, thọ Bồ Tát giới khi chết gọi là chân linh. Chân linh là gì? Là cái linh này bây giờ ngay thẳng, có một con đường chân thật để đi về, đó là cõi trời hay là các cõi thánh cao nhất, gọi là chân linh. Còn quy y tâm, tâm quy ngũ giới gọi là hương linh. Linh này có một chút hương của giới mà tu tập khi còn sống. Còn bây giờ hương linh, mình thọ năm giới rồi, bây giờ mình nhận ra được thập thiện, nhận ra được con đường của Bồ Tát. Con đường của Bồ Tát là gì? Thí dụ nè, mình chẳng những không uống rượu mà còn không được bán rượu. Tại vì rượu là cái chất nó làm say người. Mình là Bồ Tát thì phải đem cái sự tỉnh táo cho người ta, chứ tại sao lại bán cái mê say cho người ta? Cho nên mình không được uống mà cũng không được bán. Chứ không phải thấy không, tôi mời qua nhà tôi nhậu mà tại tôi thọ Bồ Tát giới tôi không có nhậu. Anh cứ nhậu thoải mái. Cái này không phải Bồ Tát nha. Bồ Tát mà một vụ người ta say là đúng được. Bồ Tát cho người ta tỉnh. Ví dụ giờ mình mời thấy không, mình lớn tuổi rồi, thôi lo giữ gìn sức khỏe đi đâu, qua nhà tôi anh em ngồi uống trà. Đừng nói tu hành gì hết, nói đơn giản thôi. Tôi giờ Bồ Tát rồi nha, tôi thọ tôi nói chi. Bồ Tát là mình phải ẩn mặt. Cái này trong kinh gọi là gì? Kim Cang Mật Tích Trình Sư Trì Sử. Đọc Lăng Nghiêm hoài mỗi sáng đó. Nói khéo đó. Mình có tuổi ra nhậu mấy chục năm cũng đâu có được gì. Thôi giờ anh em mình có tuổi đó, mình qua uống trà nói chuyện đời chơi cho vui. Thí dụ vậy, nói chuyện nhóc chơi cho vui, nói cho thế gian, nói cho người.
Còn ví dụ lỡ mà tâm ân thôi lúc này bệnh bác sĩ cũng phải cử, mà ông bác sĩ này không phải bác sĩ của tâm bệnh, các thầy cũng là bác sĩ tâm bệnh, bác sĩ chữa mình ở trong bệnh viện, trong clinic là bác sĩ thân mình. Bồ Tát có hai dạng: ngoại hiện Bồ Tát, nội biến phàm phu. Ở ngoài thì hiện tướng Bồ Tát, chứ ở trong phàm phu rồng rập. Nhưng mà có một Bồ Tát là ngoại hiện phàm phu, nội biến Bồ Tát. Ở ngoài thì nhìn rất là phàm rồi, nhưng mà nói tới chuyện tới họ phải nói đạo lý nghe sướng tài. Đó mình nói vậy đó. Cho nên thưa đại chúng, quý vị đừng có sợ khỏi giới. Đức Phật dạy trong kinh đó, người nào giữ được một tới hai giới gọi là tiểu phần cư sĩ, ai thọ được tới ba giới gọi là bán phần cư sĩ, ai thọ được tới bốn giới, giữ được tới bốn giới là đa phần cư sĩ, mà người nào thọ giữ trọn được năm giới hay mười giới gọi là gì? Toàn phần cư sĩ. Phật thương mình vậy thôi, sợ mình trả giá trước Phật nói luôn. Phật đưa ra bảng giá luôn: tiểu phần, bán phần, đa phần, toàn phần. Có những thầy tu tới 250 giới lên thưa với Phật: giới nhiều quá có giữ nổi. Phật hỏi: bây giờ một giới ông tu được không? Từ 250 giới mà trả giá xuống còn có một giới. Dạ con giữ được. Ông giữ dùm tôi cái giới ý. Tại vì sao? Tất cả những lỗi lầm nó sinh từ đâu? Từ cái tâm ý của mình. Vì vậy mình mới có câu đó: bao nhiêu lầm lỗi cũng do tâm, tâm tịnh còn đâu giấu lỗi lầm. Chữ tâm tịnh là sao? Hồi xưa mình có cái tập ai để hở là mình chết. Bây giờ cái món đồ đó để trước mặt mình, tâm mình vẫn không nao núng. Cái đó gọi là tâm tịnh đó. Cái đó gọi là tâm tịnh đó. Nghĩa là giờ nó không bị động tâm. Hồi xưa mình ăn chay, ngày đó ngày rằm ăn chay, nhưng mà đi ngang dĩa mà nó mới mua về mà chợ đó, ngon quá. Con mua ở tiệm nào bữa nay tươi dữ vậy không? Để chén nè, cất lại cho bác, không mang mới ăn. Này đâu có tịnh tâm. Đi ngang thấy vẫn bình thường. Cho nên á, cái câu là gì? Tội từ tâm khởi, đem tâm sát. Tâm được tịnh rồi, tội liền trí. Cái câu thứ ba là khó hiểu. Tại sao là tội tiêu tâm tịnh? Tại vì cái tội ngay cái chỗ là chúng ta bị động tâm. Bây giờ việc nó cái đó trước mặt mình mà tâm không hề động, đó là tâm tịnh. Tội tiêu tâm tịnh, thải điều không, thế mới thật là chân sanh. Cái chỗ trước kia đó là mình đi đâu mà dính đó, bây giờ bình thường. Cho nên các vị mình ta tu mà phải bới tới bờ cái gì tổ nha. Kiến sắc phi can sắc, thấy sắc mà không dính sắc. Chữ sắc này không phải là sắc đẹp của người đẹp, con gái, con trai, mà tất cả mọi hình tướng, tất cả mọi hình tướng đều là sắc hết. Kiến sắc phi can sắc. Còn cái nghe chẳng dính dáng gì. Nghe hiểu hết đó, nhưng mà không dính gì hết. Họ kêu mình thành chùa lửa cũng được nữa, mình không lửa là thôi. Tại vì người ta sao ta thấy mình lửa? Tại vì mình không có tương đồng với cái người ta nhỉ. Có một vị hòa thượng ngày dạy, mình tu là mình có đụng chạm đó. Mình nói chánh pháp là mình đụng với người ta đó. Mình dạy người ta tu thì mình đụng chạm với người không tu. Mình biểu người ta đừng có uống rượu thì mình đụng chạm với người nhậu. Vậy nên mình biểu người ta niệm Phật á, thì đụng chạm với những người thích nói chuyện trên trời dưới biển. Tu là có đụng chạm, mà các thầy là đụng chạm lớn nhất. Tại vì tôi khuyên mọi người thì mình bỏ ma, mình hướng Phật thì đụng chạm với ma. Mà ma là gì? Ma phiền não, ma phiền não, ma khổ đau.
cho nên nó sẵn hôm nay là chúng thọ giới. Và đồng thời các vị trong đời sống hàng ngày, quý vị hãy dùng cái chữ duyên. Mọi việc cứ tùy duyên, nhưng không thể tùy duyên nếu chúng ta chưa tạo duyên, nếu chúng ta chưa biết gieo duyên, nếu chúng ta chưa biết khởi duyên, nếu chúng ta chưa biết tích duyên. Tích duyên là gì? Lấy cái duyên đó. Ví dụ mình có hai người bạn thân với nhau mà bây giờ biết hướng tâm vô hết, quý cái duyên đó. Vợ chồng cũng vậy, hồi xưa mình đến với nhau bằng cái tình nam nữ, một thời gian sau mình cùng phát nguyện tu với nhau, quý cái duyên đó. Tại vì sao? Mình không biết quý đó, không mất. Duyên mà không trân quý là mất. Vì trân quý cho nên sao? Hàng ngày mình phải ái ngữ, phải lợi hành, phải đồng sự, phải cùng với người ta làm việc. Cái gì lợi ích mình phải làm cho nhau. Nếu mình chơi với bạn, mình thấy người đó tốt, và mình lợi dụng lòng tốt của họ, một ngày nào đó họ phát hiện ra cái điều đó, họ sẽ cắt duyên với mình. Chừng đó mình không còn duyên với một người bạn nữa, thì mình phải kết duyên với những cái người bạn không lành. Cho nên tích duyên nghĩa là chúng ta phải trân quý. Người ta thường nói như này: quen nhau đầy ắp trong thiên hạ, tìm kẻ tri âm được mấy người, triệu người quen có mấy người thân, khi lìa trần có mấy người đứa. Nhạc sĩ mà ta không nói được đó. Cho nên trong cuộc sống này mình tìm được người tri kỷ tri âm. Như Bá Nha Tử Kỳ đánh một tiếng đàn lên mà người ta chỉ nghe tiếng đàn mà không thấu thấu được nỗi niềm của người nhạc sĩ đó, người đánh đàn đó. Cho nên tìm được người là thêm. Vì vậy mà Pháp Hòa xin nhắc nhắc thêm, đừng sợ thọ giới. Thọ giới nào mình giữ được, giữ chưa được, mình biết rõ cái đó mình chưa làm được, mình sẽ cố gắng. Và đồng thời khi mình có giữ giới rồi, nó sẽ phúc liễn mình lại. Mình có, không có làm cái gì quá trớn như ngày xưa. Chứ không phải là thọ rồi mà phạm là tội đó nha. Không phạm, không thọ, phạm vẫn tội. Thọ rồi phạm vẫn tội, nhưng mình sẽ nhẹ hơn là vì mình còn có tàm quý. Tàm quý là gì? Xấu hổ. Mình cứ trước Phật đài không xin sám hối, xét lại mình tội lỗi từ xưa, hoặc là nhiều kiếp di dư, chọc chồng nghiệp quấy, có thừa núi cao. Trời ơi, mình nói tội con bây giờ mình một cái chồng chất mà nó không có mất là hơn một thứ. Chọc chồng nghiệp quấy, có thừa núi cao, thân đựng chứa biết bao tật xấu, bước chân đi theo dấu đường đời, cách ăn thói ở tùy thời, nào con có biết khỏi nơi tội tình. Tội thứ nhất là sát sinh thực nhục, thuở bé thơ đến lúc trưởng thành, vì con cha mẹ cam đành giết loài muôn thú nuôi sinh mạng này. Đó là phần cha mẹ nuôi mình bất chấp. Riêng phần mình, con cũng có tự gây lấy nghiệp, cùng bao người gián tiếp trở duyên, thức ăn bán ở thị hiền, sát sanh tội bởi đồng tiền tráo tán. Đi mua là phải lựa thịt tươi, nhảy mạnh ăn cũng ngon. Thức ăn bán ở thị hiền, sát sanh tội bởi đồng tiền tráo tán. Thân con lỡ tạo ba nghiệp ác, muôn vạn loài oan thác vì có. Ví như mà thay ước thằng còn, tức là ăn mặn hết, ăn mặn nó tiêu mất. Ví như thiếu thằng còn, từ xưa chất để nên hòn núi cao, tính một kiếp dồn bao nhiêu kiếp, thân con đây tội nghiệp dày đầy. Xét ra thì thịt xương này lại là xương thịt muôn thay tạo thành. Nghĩ cho cùng thì thân này có được là biết bao nhiêu thứ khác nó nuôi mình, vân vân. Nhưng mà mình nhờ mình có ăn năn vậy đó, nhờ mình có cái tàm quý mình sống hối vậy đó, mai nhiều lỡ có phạm thôi bớt lại, dừng lại. Mình biết mình là Phật tử rồi, đi tới đâu nó cũng đỡ. Mình phải thể hiện mình là một người có Phật, cái chất Phật mình phải lộ ra, chứ không thể chất Phật vô tục tử. Thì có bài chắc em đã hết giờ mình nghĩ. Giờ bắt đầu câu hỏi nha.
Xin Thầy giải thích dùm cho chúng con hiểu. Như Lai thuyết giảng ròng rã 49 năm khắp mọi miền đất Ấn Độ và Nepal. Nhưng sau cùng, trước khi nhập Niết Bàn, Phật bảo Phật không nói gì cả. Cái câu hỏi là tại sao Đức Phật đi thuyết pháp 49 năm mà bây giờ trước khi Phật mất là Phật lại nói một câu là tôi chưa nói gì hết. Sao kỳ vậy? Cái này chẳng những Phật nói pháp 49 năm mà 300 hội đàn kinh. Nhớ cái bài tụng không? Như cái bài tụng Đức Phật thành đạo rồi 49 năm ròng rã đi thuyết pháp, 300 hội đàn kinh, cứu phàm muôn thoát khỏi mê tình, tiếp hiền thánh siêu sinh tịnh độ. Bài trong cái bài tụng lễ Phật thành đạo. Tại vì Đức Phật là một bậc trí tuệ từ bi, Ngài đi đến đâu tùy cái hoàn cảnh, tùy cái cơ duyên, tùy cái căn cơ mà Ngài nói pháp, Ngài độ. Và Đức Phật cũng hiểu một điều rằng chúng sanh khổ, chẳng ai khổ giống ai. Nếu nói cái khổ thì cái tổng thể là khổ chung, nhưng mà khổ chi tiết thì khổ mọi người. Ví dụ như nãy lên ở trên cái bàn ăn có cái tô rang bu ngon lắm, trời nấu vừa ăn mà cay đúng mực. Mấy người nào ăn cay được hạnh phúc. Ông thầy trụ trì chùa này cũng không ăn cay được, ông không hạnh phúc. Cũng tùng một cái tô đó mà người ăn hạnh phúc và người không hạnh phúc. Cho nên á, Đức Phật không muốn mình bị dốc một cái pháp nào thì kẹt vào một cái pháp nào, một cái cách nào hết. Cho nên Phật nói tôi không nói câu nào nữa. Tại vì sao? Tại vì Phật không muốn mình kẹt vào cái pháp của mình học. Cái pháp đó chỉ là một phương tiện để chúng ta cứu khổ lấy mình, như là thuốc uống hết bệnh. Nhưng khi hết bệnh đừng có dính cái thuốc đó, đừng có kẹt vào cái thuốc đó. Cho nên trong kinh mới có câu đó, pháp thượng hưng ưng xả hà hú phi pháp. Cái pháp mà còn phải bỏ chứ huống chi là cái không phải pháp. Phật nói trong kinh đó, giống như người đi thuyền qua bên sông rồi thì để thuyền lại cho người khác đi. Trời ơi, cái thuyền này nó giúp tôi qua sông mà công tình tôi đóng cực lắm, thôi giác chiếc thuyền này mình vài đi suốt luôn, có cần thiết không? Không cần. Cái chỗ đó, cái chỗ mà vác thuyền lên cũng giống như mình mà tu tới đâu chắc cái đó dính tới đó. Thí dụ là mình tu niệm Phật và mình quan niệm rằng khi chết để 8 tiếng niệm Phật để người đó siêu thoát. Nhưng mà có những trường hợp người ta bị tai nạn, người ta chết ở ngoài đường, xe cứu thương người tới sốc đi, không được để tu niệm 8 tiếng kẹt xe người ta. Mà không chừng cái người này còn cứu được nè, mình lo mình cứu thì ở đó mà lo 8 tiếng. Vậy thì mình, nếu mình bắt cái chuyện nó phải thực hiện ngoài đường là mình kẹt cái pháp không? Rồi giờ đấy, không tin tôi hay tôi dẫn lên ông thầy niệm Phật cho tôi hỏi lên. Ông chuyên môn niệm Phật cầu vãng sanh, thầy nói cho con nghe đi, có phải để 8 tiếng rồi vãng sanh không? Ông nói tôi đâu có nói cái chuyện đó. Hiểu ý không? Cái pháp nó là vậy. Nhưng mà có những lúc mình phải vượt nó đi. Cho nên mình nói Phật mà nói một câu nào đó kẹt cho Phật. Tại Phật tùy duyên Phật nói. Còn mình là gì? Tùy tiện mà nói thì lúc ta lã. Cho nên Phật sợ lắm đàn. Tổ thừa. Mùa đừng có nói nhầm. Quý vị hiểu được chỗ đó không? Pháp thượng ứng xả, hàng huống phi pháp. Phật đưa trong kinh ví dụ, có một bài kinh hay lắm. Kinh nó tên là Kinh Người Bắt Rắn. Thì có cái thầy này á, thầy đi nói với người ta. Phật nói á, là hưởng thọ ngũ dục không có lỗi. Tức là cứ việc mặt tình ăn sang, mặt đẹp, ngủ ngon gì đó, nó lung. Thì khi mà các thầy thưa với Phật, Phật gọi thầy đó nói, có phải thầy nói tôi nói vậy? Dạ đúng, con nói đó. Căn cứ vào đâu mà thầy nói tôi nói? Tôi đã từng bảo với các thầy rằng ngũ dục như con rắn nó cắn mình.
Cho nên các thầy nghe cái gì tôi nói, các thầy phải nghe cho kỹ và tư duy cho thấu. Không khéo đó, các thầy như cái người chụp cái đuôi con rắn. Con rắn nó sao quay lại nó làm gì? Nó cắn mình. Pháp của tôi mà quý thầy không học cho thấu đáo, cảnh khác nào quý thầy chụp cái đuôi con rắn. Cái pháp của Phật dạy mà nếu chúng ta không biết cách chúng ta hành trì, chúng ta tu tập đó, không chừng chúng ta khổ với cái pháp đó, mà chúng ta đang mệnh danh rằng chúng ta tu pháp của Phật. Đâu có ai mà nói cái chuyện đó, chỉ có Đức Phật. Luôn luôn là không bao giờ Đức Phật ca ngợi cái lời của tôi nói là độc nhất, là vô nhị, là số một, là số nhất, là nhất lầu. Mà Đức Phật dạy tùy cái bệnh mà lấy thuốc. Cho nên ngài Ấn Quang, tổ sư Ấn Quang, tổ tướng bên cận đại của mình, nếu mà tính theo tông Tịnh Độ là ngài của Trung Hoa là ngài tổ thứ 13. Ngài nói là sao? Phật pháp không có phân cao thấp, pháp nào cứu được bệnh chúng sanh là pháp tốt. Thuốc không có phân hay dở, pháp nào chữa được căn bệnh của chúng sanh là pháp, là thuốc tốt. Vì vậy mà chúng ta có nói câu đó, y kinh mà giải nghĩa là tam thế Phật quan, ly kinh nhất tự tức đồng hóa thuyết. Y như kinh mà nói là nói quan Phật ba đời, nhưng mà rời kinh một chữ mà nói là mình với ma nói giống nhau. Khó ở cái chỗ đó. Cho nên chúng ta phải biết ứng pháp, chúng ta phải biết dụng pháp, chúng ta đừng có chết với cái pháp đó. Cho nên á, học Bát Nhã Tâm Kinh để làm chi? Tại sao tụng kinh nào xong rồi cái cuối kinh phải tụng Bát Nhã Tâm Kinh? Có nhiều vị còn để ở trước cái chữ bổ khuyết tâm kinh. Nếu như tụng như vậy đó, lỡ chỗ nào mình tụng thiếu đó, chứ nhờ bài kinh nó bổ luôn. Ví dụ mình tụng cái câu là Nam Mô Hắc Ra Đát Na Ra Ra Dạ Gia, lỡ mình quên cái chữ dạ gia, cái nhờ bài kinh hãy bổ vô được đó. Có cái thứ đó. Trong Phật giáo không có cái chuyện đó. Không có cái chuyện bổ khuyết. Tâm kinh là gì? Là kinh để lòng, kinh ruột, kinh phải để lòng. Mà cốt tủy của tâm kinh Bát Nhã là gì? Là trí tuệ siêu việt, đưa chúng ta vượt mọi sự chấp trước. Cho nên hồi nãy anh tụng nè, nào là kinh Phổ Môn, Di Đà, Địa Tạng, gì gì đó, tất cả các pháp đó dạy mình tu. Nhưng mà cuối cùng nha, anh phải vận dụng trí tuệ để ứng dụng nó, thì anh mới vượt mọi khổ đau được. Còn không là anh khổ dữ lắm. Ví dụ mình đọc trong kinh Địa Tạng đi, nói người nào cũng thông minh đó, niệm kinh Địa Tạng, niệm ngày Địa Tạng trong vòng 21 ngày. Nhớ không? Trong 21 ngày chớ sát sanh, đem lòng thành tiền lượng niệm danh, rồi xây mặt về hướng nam, khi nước vào miệng không có được phải cử ngũ tân, rượu thịt tà dâm cùng dối luống, trong 21 ngày chớ sát sanh. Trời ơi, kiến tượng Địa Tạng ngồi thì học 21 ngày rồi, xong rồi xây ra hướng nam uống mà vẫn quên như cùng. Mình không, tại vì mình xong mình chấp vào cái kiểu gì đó. Nhưng mà khi mà mình vượt nó đi đó, là mình phải vận dụng trí tuệ linh động để mình sử dụng. Cho nên trí tuệ Bát Nhã là phải có khác với trí tuệ thế gian. Trí tuệ thế gian là nói vậy, nhưng mà Bát Nhã là trí tuệ siêu việt, là nó không có còn dính những cái chấp trước đó. Cho nên tụng Bát Nhã Tâm Kinh sau mỗi thời kinh là để giúp cho mình tăng trưởng cái trí tuệ, vận dụng cái tột cùng đó để chúng ta ứng pháp. Pháp thượng ưng xả hà vốn phi pháp. Cái pháp mà mình phải bỏ, đúng chi là không thể pháp. Mình hút thuốc, giờ ráng bỏ thuốc đi, cái bắt đầu nhai xin gâm, nhai kẹo xin gâm để mình dễ bỏ thuốc. Tới hồi hết nghiền thuốc, cái nghiền xin gâm. Giống như mình vậy phải không? Bây giờ bỏ cái gì, bắt đầu tưởng sao, bây giờ bắt đầu chấp pháp. Chấp vào cái pháp, chị làm cái này sai, trong kinh nói phải làm về mới đúng. Chị làm về mới đúng, trong kinh nói về mới đúng. Thầy kia nói về mới đúng. Ta nó
đúng là phải đúng với cái người kia thôi, chứ có dính dáng gì tới mình đâu. Thí dụ như thầy đó nói tụng kinh có chuông có mỏ, thì ai người ta làm được có chuông có mỏ thì người ta tụng. Mình con cái mình nó không chịu nghe cái tiếng đó, mà mình cứ đem gì mình cứ gõ miết thôi, thì ai thành thật đâu mà thấy nó thành nó mà thành thật. Cho nên phải hiểu cái chỗ đó. Vậy thì cái câu mà Phật không nói gì cả, có nói chứ, nhưng mà nói tôi không nói gì là để các vị đừng chấp những gì tôi nói. Tôi nói là tôi nói tùy duyên tùy bệnh vậy. Vậy hiểu được cái chỗ này không? Thưa thầy, con không ăn cắp, nhưng thấy ai có gì đẹp mà thích, vậy con có tội không? Chị cũng đừng có bận tâm, ngay các thầy cũng có chữ thích, thầy nào cũng có chữ thích. Thật ra cái thích nó cũng cái mình thích nó cũng có nhiều dạng. Ví dụ mình thấy người ta mặc cái áo đẹp, ồ chị mặc áo đẹp quá, tôi rất là thích, nó trang luôn rồi, nó bình thường rồi, đó là mình khen đẹp và mình biết trân trọng cái đẹp đó, cái thích đó là trân trọng, appreciate hay là mình honor, trời ơi chị có cuốn lịch này treo tường rất là đẹp, tôi rất là thích. Thích đó là gì? Không phải tôi ham mà tôi trân quý, là tôi biết enjoy một tác phẩm. Người ta vẽ một bức tranh, người ta treo trên tường, mình nói trời tranh đẹp quá, tôi rất là thích. Đó là mình trân trọng, mình trân quý, mình tán dương cái đó. Mình thích ngang đó là không có gì tội. Nhưng mình thích xong rồi mình tìm cách mình chỉa, mình chơi. Cái thích này nó mới sao, nó mới chi tiết hơn đúng không? Cho nên á, thường thường á, mình vừa khởi cái giận, nó chỉ mới là căn bản của giận thôi. Cái khổ của mình là mình chi mạc về cái giận đó là gì? Cần nhắm về nó. Thí dụ ta nói một câu giận lên, nếu mà mình thôi chuyện nhỏ bỏ qua, phải gánh đó không? Mình rất là phân tích. Chị ngồi đây tôi nói chị nghe, chị coi nó nói vậy được không? Nó làm chi tiết ra phân ra, cái đó gọi là chi mạc phiền não. Còn mà mình vừa khởi cái phiền não, Phật giáo gọi là căn bản phiền não, chữ căn là gốc. Cái phiền não đó nó ngay đó thôi, nhưng mà cái mà mình thâm căn cố đế, mình biểu nó nắm này gọi nó kêu là gì, mình chi tiết cái chữ, mình phản nó ra, mình phân tích đó, mình phân tích cái chữ đó, cho nên mình mới khổ. Thì ở đây trường hợp này cũng vậy, không có gì tội hết. Nếu mình thích, thí dụ như á, mình đại chúng nhớ là mình tu đâu phải biến mình thành vô tri vô giác, thấy gì cũng không biết gì hết đâu, phải không? Không phải vậy. Thí dụ như cái bình hoa, chọn bình hoa nó đẹp quá, tôi rất là thích cái bình hoa này, mình trân quý một tác phẩm người ta làm thôi. Nhưng mà nếu mình đi tới đi lui, mình coi có cái cửa nào mà lát mình ra phòng và cầm một cái bình cái giả bộ kéo nó dài dài xuống đây, thôi cái bàn thì tiện quá, chui xuống đây mình cất cái bình này lát đem về. Thí dụ vậy vậy, thì cái thích này bắt đầu nó dẫn mình tới cái nào. Trong mùa tháng giới nói rõ lắm nha, trong một cái giới đó, Bồ Tát giới nói vậy nè, phương tiện là mình là có cái căn bản tội, phương tiện tội, cách thức tội, cho nó thành ra cái thật tội hay là cái thật nghiệp. Thế nào gọi là cái gốc? Mình có tâm tham, cái gốc tham có phương tiện tham là ai để sẵn của đó, đấy, phương tiện đó, rồi bắt đầu suy nghĩ cách thức làm sao để mình ăn cắp được cái này. Phối hợp lại, gốc tham mình có, của để sẵn, duyên với cái cách thức mình lấy, ba cái đó gom lại để hình thành một sự việc ăn cắp được món hàng đó. Cái đó gọi là nghiệp tham, tội tham nó có mặt. Còn ví dụ như mình có cái nghiệp tham đó, thậm chí cái duyên mà nó để sẵn đó, phương tiện là tội,
hội đó, phương tiện thao nó có mặt đó, nhưng mình không nghĩ đến cách thức hậu thuẫn. Thì mình giảm nó một viên đi thì tất cả cái khác nó không có mặt. Cho nên hít thôi được rồi, còn nếu mình chi tiết nữa thì cái đó nó có lỗi. Còn mình biết tu cái gì đâu mà ta nấu ăn không biết ngon dở gì hết, người ta làm gì cũng biết đẹp đó, đó là phải tu giỏi. Tu giỏi là vẫn có những feeling, vẫn cảm nhận hết nhưng không có nghiêm mặt. Giống như cái ông thầy mà bị một cô thiếu nữ ôm, cái cô đó có ôm ông thầy, có hỏi how do you feel, ông mới nói I am cold. Tôi là ngắt rồi. Thế cái bà cụ kia bắt nghe vậy mới nói ông thầy tu giỏi, không có ủng hộ. Thế thì thời gian sau cái bà thấy cũng tội, bà đem ông về trở lại, bà nuôi bà do tu tiếp. Đâu được cái thời gian cho bà kêu cô khác tới ôm nữa. Cái lần sau ôm ổng lần nữa coi, thầy ơi bây giờ thì cảm thấy sao thầy, how do you feel thầy? Ổng nói tôi biết, cô biết, đừng cho bà vợ đi. Cô ôm tôi, cô cảm sao cô biết, tôi cảm nhận sao thì tôi biết. Bà già đó là người thứ ba, bà biết cái gì đâu, phải không? Tôi biết, cô biết, đừng cho bà già đó biết. Nghĩa là sự tu tập của chúng ta tự cảm nhận. Mình tham tới đâu mình tự biết. Mình có sân thật không? Nhiều khi thấy mình giận, chị anh làm cái gì? Áo mắt gì giận? Nhưng mà nó biểu hiện liền, mắt thì trợn lên, cái cách mình nói bình thường không có vậy đâu. Trời ơi, tại sao tôi mới giận chị? Chị với tôi đâu có giận. Nhưng mà thật sự giận, mắt gì giận? Nó thể hiện. Cho nên á, mình tu phải biến mình thành sợi ra. Tại sao mà chúng ta tụng kinh mỗi ngày? Tình với vô tình đều thành Phật đạo. Cái vô tình nó chưa chắc nó đã vô tình. Làm sao em biết sỏi đá không đau? Quý vị nhớ câu đó đâu? Dạ. Cho nên á, với cái nhìn của đạo Phật, tất cả mọi loài họ đều có cái cảm nhận của họ, mà với cái hình thức mà chúng ta chưa đạt tới, chúng ta chưa thấu. Mình đánh con chó nó biết đau chứ, mình rượt nó, mình bắt nó sợ nó chạy chứ, nó biết mình sẽ giết nó mà. Cho nên mình ham sống sợ chết, con vật nó cũng ham sống sợ chết. Mình thương nó biết, mình ghét nó biết. Con có duyên lành được thọ nhận khẩu truyền với một đức lama của pháp môn Mật Tông và được học trì chú với các vị của Mật Tông, nên con đã bắt đầu trì chú ở nhà. Nhưng con vẫn đi chùa tịnh độ và đọc kinh niệm Phật, vậy có sao không? Xin thầy chỉ giáo. Và hoàn toàn không có sao. Mà chẳng những không có sao mà rất nhiều trăn trở. Tại vì sao? Tại vì á, mình đã có cái pháp môn của mình, đó là cái nhật tụng của mình, đó là cái pháp hành trì của mình. Còn mình đi đến những đạo tràng để mình tham gia những pháp hội, như là khóa tu, như là niệm Phật, như là tụng kinh, để mình mở mang thêm cái hiểu biết của mình về các bài kinh. Và những bài kinh đó nếu mình thấu đáo được nó sẽ trợ duyên cho cái sự tu của mình rất là hay hơn nữa. Ví dụ như á, mình hiểu cái này một, nhưng mà nhờ mình nghe những cái khác á, nó xác minh những cái gì mình tu tập vững chắc hơn. Đó là nói trên phương diện tự mình sẽ mở mang thêm. Còn nói trên phương diện ủng hộ cho đạo chúng ta đang làm một cái duyên gọi là gì? Trợ duyên và tán trợ. Trong cái chúng nghe pháp nó có những cái chúng, thí dụ như hôm nay quý vị ngồi đây, quý vị dự một ngày tu, những ai đặt câu hỏi này Pháp Hòa trả lời, đó là chúng đương cơ. Đương cơ chúng nghĩa là tôi đang trả lời trực tiếp cho những người hỏi câu hỏi này. Những người khác không có đặt câu hỏi nhưng mà ngồi nghe những câu hỏi này gọi là gì? Gọi là trợ duyên chúng. Phải không?
cái vị nào mà đặt câu hỏi này là khởi duyên chúng, và đồng thời Pháp Hòa trả lời là Pháp Hòa trả lời với chúng khởi duyên là đứng cơ. Và các vị ngồi đây, các vị đương nhiên, các vị trợ duyên, có những vị Phật tử các vị hiểu biết rất là sâu, những gì Pháp Hòa nói quý vị đã hiểu hết, và quý vị còn có thể giúp Pháp Hòa trả lời cho các vị này nữa. Nhưng bây giờ Pháp Hòa đang là một cái người nhận những câu hỏi này trả lời. Các vị ngồi gì đâu quý vị, nhưng quý vị vẫn ngồi bình an và lắng nghe. Quý vị đang làm gì, trợ duyên hay là gì? Cái này gọi là tán thán, trợ tán, tức là mình biết nhưng mình ngồi đây để ủng hộ tinh thần. Cho nên á, không có gì trở ngại. Hồi nãy Pháp Hòa có thưa, pháp môn để làm gì? Pháp môn là để đúng cái căn cơ giúp mình tu tập, chứ mình đừng có khổ đau chết với cái pháp môn đó. Pháp môn là phương tiện, cho nên chúng ta có một phẩm kinh gọi là phổ môn. Chữ phổ là gì? Là rộng. Chữ môn là cửa. Phẩm kinh phổ môn trong kinh Pháp Hoa là phẩm mở các cánh cửa. Nè, ai mà nhiều lòng tham dục, niệm Quan Âm Bồ Tát liền lìa lòng dục. Người nào đa nhiều sân hận, niệm Bồ Tát liền hết sân hận. Người nào nhiều ngu si, niệm Bồ Tát liền ngu si. Như vậy cái cửa vô minh nó rất nhiều cửa, phải không? Và chính cái tùy cái căn bệnh mà chúng ta đưa ra một phương pháp. Vì cho nên gọi là phổ môn. Phổ là rộng, môn là cửa. Mà chúng sanh khổ thì có đủ thứ khổ. Hiện bây giờ có một căn bệnh mà người ta đang sợ nhất là bệnh cúm, thì bây giờ phải chế thuốc vô ích. Trước đây 2 năm mình đâu bao giờ nghe chữ Covid, và mình cũng đâu bao giờ nghe thuốc trị Covid. Và thậm chí mình đi chùa cũng đâu có đeo khẩu trang. Mình đứng hồi xưa là đứng sát gần với nhau thôi, tự nhiên không phải thời gian là. Hồi xưa là đừng xa em, còn bây giờ hãy xa ta ra. Cho nên quý vị thấy là mỗi cái thời đại, mỗi chúng sanh, mỗi hoàn cảnh, mỗi bệnh tật thì pháp môn nó phải khác, phương pháp nó phải khác. Thế thì pháp của Phật là phương tiện trị bệnh, đừng có dính cái chết dầu cái pháp này. Mình tu tịnh đừng chê tu mật đừng chê tu thiền. Có một chú tiểu, chú ăn chay. Thì bữa nọ chú thấy một vị sư Nam Tông không có ăn chay đi ngang, thì chú không có được cung kính. Thì vị sư mới đi ngang đó. Có một cái bụng rau thôi, mình ở làng cũng nó dữ lắm. Đó là một câu chuyện thiền nhỏ để nhắc nhở mình ăn chay cũng đừng coi thường người không ăn chay. Chẳng qua là mình hợp với cái cách ăn chay mình cứ ăn. Tu hành ăn chay nó chỉ là một phần trợ duyên, trong cái đó cái chính yếu là chuyển hóa tham sân si. Mình tu sao dành cái tông của mình là số một, đó là tham. Dụ người ta theo tông của mình không được, dẫn người ta gọi là sân. Hai bên cứ nói qua nói lại tham sân không bỏ là sư, không hiểu được cái pháp chỉ là phương tiện. Rốt cuộc càng tu pháp đó càng bị tham sân si. Tông của tôi là số 1. Tại sao? Tại chết có tịnh độ Tây Phương, còn mấy anh tu thiền cũng có chỗ đi. Rồi anh tu thiền nói tu tịnh độ là tu dởm, tu mà còn cầu là tham. Nói như chí ngồi đây ai cũng bệnh hết. Bây giờ hỏi ra coi người nào muốn không muốn thuốc. Không uống thuốc trực diện cái bệnh của mình, cũng uống viên thuốc bổ. Vì tại sao uống thuốc bổ? Sao bệnh? Hiểu ý chỗ này không? Yeah. Pháp thượng ương xã hà vô vi tạng. Tất cả các pháp đều là Phật pháp. Kính xin thầy giải thích cho con rõ nghĩa của câu A Di Đà Phật. Câu này phải hỏi ông thầy đây. Thầy không?
tên là chùa Thiện Phật. Chữ A Di Đà là phiên âm từ tiếng Phạn, tiếng Phạn là A Di Đà. Vì vậy mà thỉnh thoảng quý vị có nghe một số niệm A Di Đà, và thay vì niệm A Di Đà thì ta niệm A Di Đà. A Di Đà, A Di Đà bất quá là một cái tiếng phiên âm từ nguyên thủy tiếng Phạn Amitabha. Amitabha. Vậy thì chữ A Di Đà hay là Amita nghĩa là gì? Cái nghĩa chính của cái chữ này là vô lượng quang, là ánh sáng vô lượng. Rồi thêm hai cái nghĩa phụ là vô lượng thọ, vô lượng công đức. Chữ A Di Đà có ba nghĩa: vô lượng quang, vô lượng thọ, vô lượng công đức. Vô lượng quang là tượng trưng cho trí tuệ, vô lượng công đức là tượng trưng cho hành động, cái đức hạnh của sự sống. Vô lượng thọ là biểu tượng cho cái tâm của mình, cái nguyện của mình và cái cách sống của mình mãi mãi. Ví dụ những vị hòa thượng của chúng ta, bây giờ các ngài tịch đã cả trăm năm, nhưng công hạnh của các ngài vẫn còn sáng mãi trong lòng của chúng ta. Hết thế hệ này tới thế hệ khác, lúc nào cũng nêu gương các ngài. Vậy thì tuổi thọ các ngài có hạn lượng, nhưng mà tuổi thọ trong trái tim của chúng ta thì không hạn lượng. Cái đó gọi là vô lượng thọ. Vì vậy mà tất cả phần lớn các vị Phật tử bên Bắc Tông, hay là chính yếu là bên các vị tu tịnh độ đó, gặp nhau hay chắp tay A Di Đà Phật, chào nhau bằng câu đó, thì có người sẽ đặt một câu hỏi: tại sao không chào nhau bằng câu Phật khác mà lại niệm A Di Đà? Bởi vì người ta lấy cái đó là biểu tượng của sự chúc lành. Tôi chúc anh, tôi chúc chị có vô lượng thọ, có vô lượng quang, có vô lượng công đức. Nhưng mà tôi nói câu A Di Đà Phật cho nó gọn. Không lẽ bây giờ tôi gặp nhau chúc anh vô lượng thọ, vô lượng công đức, tôi chúc cầu A Di Đà Phật cho nó gọn. Hiểu ý không? Cái đó là mình nói phần chữ nghĩa thôi. Còn về cái phần mà tự tánh á, là chúng ta phải phát huy cái trí tuệ vô lượng ở nơi mình, cái ánh sáng tỏ rạng ở nơi mình, cái hạnh đức vô cùng của mình, thì mình sống như vậy là mình sống được với cái nghĩa của A Di Đà. Và A Di Đà đó, cái pháp thân của ánh sáng trí tuệ của cách sống này nó trùng khắp. Vì vậy chúng ta mới thêm một câu là pháp giới tàn thân A Di Đà. Ở trong cái hồng danh bảo sám như vậy lại đó, đó là cái câu mình thêm vô để cuối cùng mình tổng lại tất cả chư Phật cũng không ngoài gì đem cái pháp thân trùng khắp. Mình tu cái gì? Mình tu mình làm tất cả mọi việc để cuối cùng chi? Để mình đem cái pháp thân này trùng khắp mọi nơi. Nào có mặt mình là nơi đó phải có sự bình an. Còn người ta thấy mặt mình, người ta tôn mình, người ta chạy, là mình biết là mình tu tới rồi. Cho nên trong cái bài cũng kỳ hữu kiến ngã tướng, nại chí văn ngã danh, và giai pháp bồ đề tâm, vĩnh xuất luân hồi khổ. Ở trong cái bài sám nguyên mạng đó, xin con tu như thế nào, con nguyện tu như thế nào để người ta nghe tới tên con, thấy tướng của con, nghe tới tên con là người ta phát khởi tâm thiện lành. Kỳ hữu kiến ngã tướng, nải chí văn ngã danh, thấy hình tướng của con mà thậm chí nghe tới tên con. Trời ơi, anh đó giỏi lắm, tội nghiệp lắm, sống rất là hiền lành, luôn luôn giúp đỡ, nghe tới tên mình thôi là ta nói rồi. Con nghe là sao được nhắc tới người đó. Tôi muốn nghe là mình biết, phải không? Trên đời nó đó là vô lượng quang, vô lượng thọ, vô lượng công đức. Cho nên mình niệm là mình sống với cái hạnh đó. Mà ông hãy niệm Phật Di Đà, niệm Quan Âm cũng vậy. Phải học cái hạnh lắng nghe. Người ta nói cái gì mình phải lắng nghe. Thôi nó nhiều quá nghe rồi, hiểu rồi. Đây là không đủ kiên nhẫn để nghe. Quý vị thấy không? Mỗi lần mình khổ rồi cầm cái nhang
cao thì mình được nguyện mình khấn sao hồi còn có địa tạng muốn bạn địa là đất, tạng là chứa, vậy thì lại địa tạng, niệm địa tạng là phải tập cái tâm mình nó rộng như đất, nó sâu dày như đất và nó đủ khả năng chuyển hóa. Nước dơ đổ xuống cũng được, nước sạch đổ xuống cũng được, đất nhận hết. Địa tạng là một Bồ Tát có khả năng tiếp nhận và chuyển hóa. Tâm của mình bây giờ ai nói gì cũng nghe, nói gì cũng thu, tốt xấu thu hết. Nhưng mà thu phải để chuyển hóa, thu để giận, thu để ghét, thu để hờn, chứ không phải thu để chuyển hóa. Cho nên Bồ Tát Địa Tạng cầm cái tích trượng. Tích trượng là tượng trưng cho tâm kiên cố. Cái viên minh châu là tượng trưng cho lòng phải sáng. Mà các Bồ Tát khác, Bồ Tát nào cũng còn tóc, chỉ có Bồ Tát Địa Tạng không có tóc. Vì đó là tượng trưng cho con người giải thoát. Mặc y giải thoát, đầu cạo là tượng trưng cho một người giải thoát. Còn các Bồ Tát như Văn Thù, Phổ Hiền, Thế Chí còn tóc, chẳng những vậy còn tóc đứng, đeo vàng dòng tới tuy thuần. Quý vị thấy các Bồ Tát bảo hạnh đây cũng đeo dữ lắm chứ Bồ Tát nhập thế. Bồ Tát nhập thế. Cho nên mình thấy các Bồ Tát mà đeo cái này cái kia đó thì mình biết đây là Bồ Tát nhập thế. Còn Bồ Tát mà như Ngài Địa Tạng mặc y cạo đầu thì là Bồ Tát xuất thế. Cho nên cuộc đời này rất cần những Bồ Tát nhập thế và xuất thế chứ không phải chỉ có một. Cuộc đời cần rất nhiều Phật chứ không phải chỉ có một Phật. Con muốn tập ngồi thiền, xin Thầy chỉ cho cách người mới bắt đầu phải tập trung ngồi thiền mà không phải suy nghĩ lung tung. Mới tập ngồi thì làm sao mà không suy nghĩ? Nhưng mà cái gì chúng ta còn rất nhiều suy nghĩ cho nên chúng ta mới tập ngồi thiền. Giống như uống thuốc, bệnh trầm kha mấy chục năm uống viên biểu hết không có được, phải uống nhiều ngày. Vậy uống bằng cách nào? Khi mình ngồi thở, cái tâm của mình không bao giờ dứt sự suy nghĩ. Trước hết quý vị phải xác định một điều nha, tu thiền không phải để cho mình đừng suy nghĩ gì hết, không có đúng. Vì cái mình còn sống là phải suy nghĩ. Cái bộ đầu, cái đầu của mình là để suy nghĩ chứ đâu phải để ngừng suy nghĩ. Đó. Cho nên Tổ Huyền Giác Ngài cũng nói rồi, mình đâu phải là một nhân, đâu phải là robot ăn mà không biết gì hết. Nhưng cái mà chúng ta đang chỉnh là gì đúng không? Không suy nghĩ tạp loạn, làm cái gì biết mình đang làm cái đó. Chứ không suy nghĩ không, chứ không phải là không suy nghĩ gì hết. Có nhiều vị hiểu lầm, nếu tu để tâm không còn suy nghĩ, không còn một niệm, sao được? Lúc nào cũng phải niệm. Nhưng mà thay vì hồi xưa mình niệm phiền não, mình có niệm Phật, mình có niệm Pháp, mình có niệm Tăng. Nhưng mà cũng có những người người ta đâu có nhớ niệm cái đó. Ngồi đâu nhớ tiền đó, ngồi đâu nhớ cấp độ đâu đó. Mà nhớ gì gì không, mà nhớ ai giận mình, ai mắng mình, nhớ cái này khổ này. Chứ mình nhớ Pháp, nhớ Phật, nhớ Tăng, nhớ những cái khác tốt. Cho nên không bao giờ mình dứt cái sự nhớ nghĩ. Nhưng chúng ta luôn luôn quá, bây giờ phải tập ngồi lại, luyện cái tâm mình một việc thôi, ngay giây phút này. Nhưng bây giờ lấy hơi thở làm cái đề mục. Hít vô, biết hít vô, thở ra, biết thở ra. Thì bây giờ thêm trái nữa đi. Hít vô a di, thở ra đà Phật. Còn vị nào không có niệm Phật mà bữa đó trong lòng mình đang buồn khổ nhiều quá, mình niệm khác. Hít vô khỏe quá, thở ra nhẹ nhàng. Hít vô tinh còn sống, thở ra thôi đừng giận. Giận được, sống là phải để giận. Sống để mình tu, sống để mình làm lành. Hồi sáng này Pháp Hòa hướng dẫn, Pháp Hòa có nói hơi thở và câu niệm Phật là sợi dây nó cột cái tâm mình lại. Bây giờ cái tâm mình như con trâu vậy đó, nó cứ thích nhảy nhót chỗ này qua lại chỗ kia, thì mình là cái chú mục đồng chăn trâu
là chặn cái tâm này, chặn cái tâm này. Nó vừa đứng dậy nó đi, kéo nó lại. Ở trong một cái bài kinh gọi là Kinh Chăn Trâu, Đức Phật có dạy 11 cách để điều phục cái tâm này. Như một người chăn trâu phải lựa cái chỗ nào nước sạch cho con trâu mình uống, phải đốt un lửa lên để con trâu mình không bị muỗi đốt, phải thường xuyên tìm cái chỗ sạch sẽ cho trâu mình nó nằm, vân vân. Thì Đức Phật nói người chăn trâu làm việc đó, người tu cũng làm việc đó, phải thường xuyên un đốt hương giới để làm cho cái tâm mình đừng bị muỗi mọc. Đó là những cái rà, những cái xấu dở mình nó sinh ra. Cái tâm mình phải biết hướng chỗ tốt lành, cũng như người ta đưa trâu về uống nước sạch. Tâm mình mà không nghĩ lành thì mình phải nghĩ xấu, mà nghĩ xấu thì mình khổ, phải không? Cho nên á, quý vị nào mà tập ngồi đó, đừng có lo. Trời ơi, sao tôi mắng xăng như vậy đó, biết rồi. Anh bắt đầu có định, cho nên anh mới thấy anh luôn tục. Trước kia đâu có thấy, nó khởi là đi theo. Bây giờ anh ngồi đây là bắt đầu yên lắng rồi, cho nên anh thấy mình làm sao. Có một ví dụ như này, cái đồng hồ á, nó có cái kim dây á, nó vẫn nhảy mà có bao giờ mình nghe không? Không. Khi nào mình mới nghe được cái tiếng đó? Khi nào thật sự yên lắng, cái đó mình mới nghe. Tâm của mình cũng vậy. Khi nào mình thật sự yên lắng, mình mới thấy tâm mình rất ư là lăng xăng, rất là lộn xộn. Vì vậy cho nên phải giữ cái pháp này. Đó, bây giờ có những người ta làm chưa được ngồi thiền, dạy cho người ta lại Phật. Người ta lại Phật xong rồi, tâm mệt mỏi rồi, dạy cho ta ngồi thở niệm Phật. Cách nào cũng được hết, mục đích chung là để cổ cái tâm lại, đừng có suy nghĩ gì cả. Cho nên đó là lý do tại sao An không nói chuyện. An không nói chuyện để chi? Để có cơ hội enjoy, thưởng thức những món ăn. Người ta nấu cực, nấu rất ngon, nấu rất chú tâm, nêm nếm rất chuẩn, mà mình không có chú tâm ăn, mình không có ăn thực. Người ta thì nấu cho mình hết lòng, còn mình ăn thì không có hết lòng. Cho nên ăn hết lòng là ăn im lặng để mình thưởng thức và ghi nhận công phu, công sức của mình. Cho nên tất cả chúng ta tu hành niệm Phật, trì chú, ngồi thiền, lại sám hối, tụng kinh, tất cả những phương thức đó không ngoài một mục đích là cổ cái tâm trở lại, không để nó đi hoang. Thế thôi. Có một cái bài hát mà các vị thiền sinh tu thiền thôi hát: Trâu hỡi trâu đừng ăn lúa mà, dù bên đường ruộng lúa bao đó. Rồi mình đi đâu, làm gì cũng phải đem cái tâm mình theo. Sáng sáng dắt trâu đi, chiều đến dắt trâu về. Sáng đi làm phải đem tâm mình đi theo, làm cho hết lòng, ăn tiền ta phải làm cho đàng hoàng, phải không? Sáng sáng dắt trâu đi, chiều đến dắt trâu về. Lúc tối vẫn chưa yên, ngại trâu lại bước dây. Chú trâu ơi, từng ngày qua mình muộn phiền lo lắng, từng ngày qua mình trầm luân gian khổ, thì ngày nay là một ngày an vui. Khi tâm mình thuần rồi, không còn phải chăn nó nữa. Ngồi đâu, thân đâu, tâm đâu, thân đâu, tâm đâu. Làm gì biết mình đang làm mà không phải lo lắng gì nữa. Đến đó là khi mình thuần rồi, phải không? Đến đây rồi hạnh phúc khó thưa trình, chỉ còn thấy nụ cười trong chánh niệm. Mình vẫn cười an nhiên mà không hệ lụy gì. Cho nên tu là gì? Là chăm tâm. Vậy thì đạo Phật dạy cho mình cái cách đó. Cho nên những ai mà nói tôi không đi chùa, những Phật ăn chay tu tu tâm, anh không biết cái tâm anh sao anh tu? Nó tham anh biết không, nó sân anh biết không, nó si anh biết không, nó mạng anh biết không, nó nghi anh biết không, nó tà kiến anh biết không, nó biên kiến anh biết không, kiến thủ kiến biết không. Cái tâm mình nó rất nhiều những cái tạp dơ nhiễm ô đó, trên tu là để thành lập. Con có một câu hỏi mong thầy giải đáp giúp con được rõ.
Con là lao động chân tay và không gian làm việc chưa được trang nghiêm. Vậy con có thể đọc chú Đại Bi và thập chú ở nơi làm việc được không? Và có trang nghiêm không thầy? Khi mình hành trì tụng niệm, nó có hai cái hoàn cảnh. Nếu mà mình quy định cái thời gian của mình mỗi ngày ở trước bàn Phật trang nghiêm, áo tràng rồi đó, thì cái đó là nó thuộc về nghi lễ hành trì. Nhưng mà có những mặt chưa đủ. Trong khi mình làm việc đi đứng nằm ngồi, mình cũng có thể trì những bài kinh đó để chi? Để nó nuôi dưỡng cái pháp ở trong tâm này. Thay vì mình không đọc cái đó, mình cũng có thể hát. Mình ví dụ như mình hát cái bài mà đời tôi cô đơn, hay là những cái bài khổ đau nó thì nó cũng là một bài hát, thì mình cũng là nhớ đó, nhưng mà nhớ nhạc. Bây giờ không nhớ nhạc nữa mà nhớ pháp. Cái này gọi là niệm pháp. Niệm pháp là nhớ kinh, niệm Phật là đọc tên Phật, niệm giới là nhớ giới. Ví dụ như sáng quý vị là thọ thập thiện rồi, sáng ngủ dậy, hôm nay con nguyện thân không làm ba điều xấu, hay là hôm nay con nguyện thân sẽ làm ba điều lành, là phóng sanh, bố thí và chánh hạnh. Miệng con sẽ làm bốn điều lành: không nói dối, không đâm thọc, không thiêu dệt, không chửi rủa. Ý con sẽ làm ba việc lành, đó là giảm tham, giảm sân và giảm si. Mình đọc cái đó là niệm giới. Mình có 10 niệm lần, không phải chỉ niệm Phật không nha. Niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng, niệm giới, niệm thí, niệm thiên, niệm vô tức, niệm vô thường, niệm hơi thở, niệm chết. Người nào mà hay ăn thua lũ á thì phải niệm vô tức. Vô tức là sao? Thôi bỏ qua đi, thôi bỏ qua đi, đó là niệm vô tức. Còn người nào mà sống mà không có biết vô thường thì phải thường xuyên niệm vô thường. Sống ngày nay, chết ngày nay, dép dưới giường, lên giường vội việc. Sống ngày nay, dễ biết ngày mai, mạng người hô hấp kinh thai, nghĩ cơn vĩnh biệt tuyền đài mà đau. Nghĩ cái vô thường để giảm đi cái tham, cái sân, cái phiền não của mình. Cái đó là mình niệm vô thường. Còn mỗi tối mình hít vô, thở ra, mình biết là niệm hơi thở, rồi là niệm tức. Chữ tức này là hơi thở chứ không phải tức tối. Mình có 10 niệm lận. Ai thích niệm Phật thì niệm, không niệm Phật thì niệm pháp, nhớ những câu kinh. Cho nên mình nhớ những bài chú, những bài kinh mình niệm. Niệm vậy đi, chim vui dưỡng mình. Niệm tăng cũng được. Tăng là đoàn thể đẹp, cùng đi trên đường vui, tu tập giải thoát, làm an lạc cuộc đời. Đó là niệm tăng. Niệm thí là bố thí. Luôn luôn nghĩ tới cái sự bố thí. Bố thí là gì? Không phải lúc nào phải có tiền cho người ta. Thí dụ ta nói một câu đó, nó đụng chạm đến mình, mình đủ quyền để mà mình buồn họ là thôi, bỏ qua cho người ta đi. Đó là thí đó. Chữ thí là cho mà không nhất thiết phải cho tiền. Cho người ta cái sự tha thứ, cho người ta cái sự khoan hỷ của mình. Thậm chí nhiều khi khổ quá, mình phải ngồi kế bên, mình an ủi, mình nắm tay, mình vỗ về. Rồi mình người ta cần nói chuyện, mình cho người ta chút thời gian, ta ngồi ta nói là thí rồi. Còn niệm thiên là sao? Niệm thiên là niệm trời. Niệm thiên là mình sống rạng rỡ là phàm phu, mình vượt được cái phàm phu là sống ở trời, mặc dù mình đang ở trên mặt đất. Cho nên mình phải thập niệm: niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng, niệm giới, niệm thí, niệm thiên, niệm gì nữa? Niệm vô tức, niệm vô thường, niệm hơi thở, cuối cùng niệm chết. Niệm chết là sao? Người đời ai cũng chết. Chết là mục tiêu cuộc đời. Cho nên mỗi lần đụng tới chắc chết, đừng có lo, bảo đảm chết chắc. Không có gì chắc hết, chỉ có chết chắc thôi. Ngồi nổi được không? Để tối trả lời. Giờ đi ăn kìa. Đó là ổn rồi. Tại vì câu cuối cùng ha. Rồi câu nào, nếu quý vị nào có câu hỏi tiếp, quý vị cứ viết câu hỏi ra. Tại vì một lát 6 giờ rưỡi có bà còn ra gặp quý vị nữa.
chỉ còn gần nhau một đêm này. Con có người gì mới mất được một năm, mà khi gì con mất không có chỗ để thờ, cho nên con đem hình về nhà con thờ. Vì thấy không thờ thì tội nghiệp quá. Mà có người nói người mới mất chưa mãn tang đem về nhà mình không nên, xui lắm. Có phải không thầy? Người xui hỏi em, sao em biết? Cái người mà người ta nói mình xui, sao mình không hỏi xui thì sao? Nói không nên là không nên cái gì, chứ nói khăn thơ gì đâu có được, mình dễ tin quá đâu có được. Nếu người ta nói không nên, hỏi ngược lại người ta, vậy là không nên thì sao? Cái gì cũng không nên hết, mà biết nên cái gì, mà cái gì không nên. Mắc mớ gì cái chuyện tâm chết mà mình không được thở, mà ai quy định cái chuyện mới cũ, phải không? Tất cả là do mình tạm đặt. Có vào ví dụ, tại sao ở Việt Nam á, cái người mới chết á, người ta lập cái bàn thờ riêng? Cái đó là tại ông bà mình quy định một cái tạm thời, một số những cái phương thức để chúng ta có cái instruction, chúng ta theo dõi. Người mới chết á, nếu mà dẹp bàn thờ ông thờ cúng thì thấy giống như mình có cái gì nó lạnh lẽo, mà mình không có cái hậu. Người ba má mới chết xong rồi chôn rồi thôi, cất không có làm gì hết. Cho nên ông bà muốn giữ con cháu phải nhớ cái chuyện đó, phải cung phụng cái chuyện đó, cho nên làm cái bàn thờ riêng. Mỗi ngày cơm nước cúng dường như người đang còn sống, thắp nhang. Bây giờ ở đây qua tới nước Mỹ, nói chung là ở hải ngoại này, đâu có ai có thời gian ở nhà suốt 49 ngày mà nhang khói kiểu đó. Thôi thì bây giờ mình vẫn lập cái bàn thờ, nhưng đi làm về chiều cúng miếng cơm, mình đi làm về mình ăn cơm, mình cúng cơm, thắp nhang. Không có một cái quy định nào mà bắt buộc. Được thì tốt, không được cũng không có lỗi. Người xưa người ta bày, không phải để chúng ta người này xưa bày nay là không hiểu. Người ta nói ra là để người ta tạm thời, người ta có một cái hình thức nào đó, giống như vấn đề lễ tang. Vừa hạ nguyệt xuống, lộ cái khăn tang dục xuống, cảm thấy trời ơi sao mình với cha mẹ nó ngắn ngủi quá. Mẹ mình nuôi mình bao nhiêu chục năm, rồi bây giờ mẹ chết, cái mình lột cái tang xuống liền, thấy nó ngắn ngủi quá. Cho nên ông bà mới nói khoảng thời gian là 3 năm. 3 năm là tượng trưng cho gì? 3 năm nuôi nấng, gọi là 3 năm ngũ bộ đó. Cơm nước đút sữa cho mình, lấy 3 năm đầu mà mẹ sanh mình đó, cực nhọc với mình ít nhất 3 năm đầu. Và khi mình báo hiếu là mình trả ơn 3 năm đầu. Chứ thật sự ra suốt đời mình chưa đủ chứ có gì 3 năm. Thấy không? Mà biểu tượng thôi, lấy 3 năm. Nhưng mà thật 3 năm mà chỉ trọn có 2 năm thôi. Tại vì khi chết đó, đã là tính 1 năm rồi. Chết là tính năm rồi. Thí dụ bây giờ cái người đó chết tháng 12 đi, là 1 năm rồi đó. Mà bây giờ người đó chết tháng Giêng cũng 1 năm đi, 2 năm sau, trọn 2 năm kêu mãn tang. Tại vì cái lúc chết sống vậy, tính vậy, cho nên lúc sống, lúc thọ thai cũng tính như vậy. Thọ thai trong bụng là 1 tuổi, cho nên người Việt của mình lúc nào tuổi cũng hơn 1. Mình là 59 tuổi Tây, 60 tuổi Việt. Nhưng mà tại vì thật sự ra là gì, ở trong bụng là đã 1 năm rồi, 9 tháng là 1 năm rồi chứ gì nữa. Vì đó là không hoàn thành. Giải thích là tại sao mà người Á Đông mình là có thêm tuổi, đó là vấn đề đó. Thì ngay cái vấn đề để tay cũng vậy. Nói tóm lại, mình lập cái bàn thờ, mình giữ cái chuyện cúng bái đó để làm gì? Để chúng ta đừng có cắt ngắn cái tình nghĩa nó quá, ít nhất cũng phải một thời gian. Bây giờ qua đây còn lại 49 ngày. Bây giờ mình đem về, ví dụ mình không có chỗ mình thờ đi, mình thượng lên mình thờ chung với ông bà tổ tiên mà xưa giờ mình đang thờ, cũng không hề có lỗi gì hết. Không có cái kiên cử gì trong cái việc đó hết. Phải phương tiện, hoàn cảnh. Cái quan trọng là cái tâm của mình có hướng về người mất, có nghĩ tưởng về người mất. Ngay khi chúng ta cúng dỗ cũng vậy,
Ông bà chết 50 năm mà vẫn cúng dỗ, để con cháu không quên nguồn cội cội. Mình đặt cái câu hỏi, ông bà có về ăn không? Thí dụ không ăn thì mình ăn, mà ông bà về có ăn cũng mình ăn. Mà thử nói cúng dỗ là cúng cho ông bà, chứ thật nhìn lên cái bàn cúng lên toàn là mấy món mình thích không? Không có món nào ông bà thích hết, toàn là món mình thích không? Chẳng những vậy mà cháu tôi nó thích món này, nấu ở trước cúng sao cho nó ăn. Nói cho cùng là vậy. Rồi mình đi chợ mình mua trái cây này, trái nào cũng sống nhăn ở trên, đem bàn thờ cúng mà hãy chín ra là đùn xuống. Rồi chẳng những vậy mà mình còn để bàn thờ cháu nào đó khóc cho bóc trái đứng đi còn. Rồi cho mai bốn đứa nào khóc cái nín đi còn, cũng biến cho bàn thờ thành cái chỗ đựng trái cây, rú trái cây cho mình chín. Như vậy thì thưa đại chúng, cái vấn đề chúng ta cúng qua cúng kiến đó là mình, ngay cả cúng Phật. Bây giờ mà quý vị mà có đem chè xôi mà lên quý vị cúng Phật là tại mình người Việt, mình ăn chè, mình ăn xôi, mình ăn bánh tét. Quý vị mà nếu mà 2000 năm trước mà đem cái đồng bánh tét qua đưa Phật Thích Ca sẽ hỏi cái này là cái gì. Thí dụ vậy đó. Mình ăn cái gì mình cũng ăn, đó là cái tâm thành của mình. Phật không hề đòi hỏi cái gì hết, nhưng mà chịu cúng đây là cung hiến, nhắc nhở không có quên. Mua trái cây về chuyện đầu tiên trước khi ăn, rửa sạch sẽ, lau chùi sạch sẽ, đem cúng Phật đi không, đem cúng ông bà đi không, mình dạy cho con mình nhớ niệm niệm mà. Nhưng mà thay vì bây giờ dạy nó nè, niệm Phật nè, đem cúng Phật là niệm Phật nè, đem cúng ông bà đi không, niệm tổ tiên. Con tuần này chủ nhật á, mình kỷ niệm ông ngoại mất không? Con đi chơi anh nhớ về, bữa đó mình sẽ kỷ niệm ông ngoại. Bài mâm cơm đây. Nếu mình đơn giản không mâm cơm thì bánh trái chè xôi gì cũng được. Nhưng cúng để làm gì? Để mình cúng cho con mình cái văn hóa, cái truyền thống, cái tập tục đó. Chứ ông bà có ăn không? Nhưng mà nếu thật sự người chết có ăn, họ đâu có ăn giống mình. Người sống mình ăn bỏ vô miệng mình nhai, gọi là đoàn thực. Người chết không ăn kiểu đó. Người chết là xúc thực, ngửi thôi. Ví dụ như hôm nào mình ở trong bếp nấu nguyên ngày, no. Tại sao no? Ngửi không? Xúc thực đó. Xúc thực đó. Mình ăn, mình người chết mình ăn, mình sao mình ăn. Thí dụ ta cắt tàu hũ, cắt miếng nhỏ nhỏ nè, gấp vừa đủ để vô miệng, nhưng cũng đâu có nuốt đâu, cũng phải nhai cho nó nhỏ ra rồi nuốt. Cái đó gọi là đoàn thực. Đoàn thực bưng nguyên trái sầu riêng lên, xúc thực, khỏi để cây dao. Thì thưa đại chúng, là trở lại cái việc này, quý vị đừng có bận, đừng có nặng lòng cái chuyện mà gọi là nên không nên gì. Cái tâm của mình hướng về ông bà tổ tiên và tùy cái hoàn cảnh. Ví dụ có người quan niệm á, ngày xưa người ta quan niệm á, con gái không được thờ cha mẹ ruột. Tại vì người xưa quan niệm là con gái là con của người ta, nếu có thờ là chỉ thờ cha mẹ chồng, chứ không được thờ cha mẹ ruột. Ngày nay cái quan niệm đó, hay là thậm chí mình với cái nhìn của đạo Phật, đừng có ràng buộc cái chuyện đó. Cha mẹ mình, nếu mà người chồng rộng lượng và hiểu biết, nên cho vợ mình thờ ba mẹ luôn. Thờ cha mẹ của mình, thờ cha mẹ. Một người dâu mà thủ hiếu cả hai bên, giữa mẹ chồng, cha chồng và cha mẹ luôn, và một người dâu hiếu, dũng thảo, tốt chứ sao mình làm cho. Vì người xưa người ta quan niệm đó, nhưng mà cái quan niệm đó, cái gọi là biên kiến, là cái nhìn một bên, chứ không phải là cái nhìn trọn vẹn. Đức Phật nói về cái nhìn của chúng ta có năm loại nhìn: biên kiến, tà kiến, kiến thủ kiến. Tà kiến nhìn lợt lạc, chẳng hạn như chẳng hạn như là tuổi nhỏ không được thờ Phật,
tuổi nào mới được thờ Quán Âm, tuổi nào mới được thờ Thích Ca. Tất cả những cái nhìn đó, cái hiểu đó, tà kiến hết. Rồi bây giờ có một ví dụ, con của mình nó nói má ơi má, con muốn là có cái hình của má con để trong phòng để lúc nào con cũng nhớ má. Không được, con tuổi con cử với má, con chưa đủ tuổi để má. Có ai nói gì không? Con nó nhớ đến mình mừng muốn chết. Chỉ có sợ nó không thèm để hình mình nữa. Nó lựa bắt cái hình thì nó treo đầy phòng. Cái đó mới sợ. Con ta nhớ Phật, ta treo hình Phật, ta thờ Phật, mắc gì cũng được. Mà nó khổ một cái, những cái chuyện nó không nằm trong kinh. Mà sao giờ mình đủ chuyện mình nói hết rồi. Hiểu ý không? Dạ thưa đại chúng, cái chuyện thờ ông bà nó không phải chuyện của Đạo Phật. Đạo Phật cũng có mấy vụ này. Nhưng mà Đạo Phật có cái hay là đến đất nước nào, quốc gia nào, cái văn hóa nào đẹp, Đạo Phật tiếp nhận đó. Vậy thì cái văn hóa thờ của ông bà là văn hóa của người Việt Nam. Cái văn hóa của người Việt Nam và Đạo Phật biết tiếp nhận cái văn hóa đó vì nó rất đẹp. Nhưng hay hơn nữa là mình thổi vào trong cái văn hóa đó những bài kinh, những bài kệ, những ý nghĩa làm cho nó trọn vẹn lên. Cũng giống như ngày nay mà mình học cách nấu xay, học cách làm pizza. Nhưng quý vị mà đi qua thập nước Ý mà quý vị ăn spaghetti, nó khác trời ngược với ăn ở đây. Quý vị ăn mà pizza mà nguyên lý của người Ý không có giống mình. Mình ở đây bây giờ thêm rất là nhiều cái nguyên thủy của người ta, bột, sốt cà, chi sỏi, không có tùm lum như mình nữa. Mình phân thêm. Hiểu ý không? Vậy thì Đạo Phật cúng ông bà tổ tiên để khăn tang cũng không phải của Đạo Phật. Để tang là văn hóa của người Việt và không phân biệt tôn giáo. Đó là văn hóa người Việt. Ai có cha mẹ mất, người thân mất để tang thì đó là biểu tượng của nhớ ơn. Cái đầu mình á là cái chỗ cao nhất của cơ thể, cho nên lấy cái ơn đó đội trên đầu. Thường thường mình nói đội ơn trên đầu, lấy cái tang đội trên đầu là đội cái ơn. Lạy sát đất là thâm tạ, chứ không thể nói tôi đạo, tôi phải đạo Phật, tôi không lạy. Cái này nó có nói chuyện đạo giáo ở trong này. Nó phải nói đến cái đạo làm người, cái đạo hiếu thảo, cái đạo mà chúng ta còn biết trên, biết dưới, biết cha, biết mẹ. Nước sông nọ có nguồn mới chảy, hạt thóc kia có cấy mới lên. Phàm phu cho đến thánh hiền, ví không cha mẹ sao nên thân người. Phàm phu cho đến thánh hiền, nếu không cha mẹ sao có thân mình. Cho nên khi lại ông bà để tang tổ tiên, không đặt cái chuyện tôn giáo. Nó tôi không phải đâu, anh không có cha mẹ à? Có cha mẹ là để tang, lại cha lại mẹ, anh khỏi qua lại Phật. Vì đó là tín ngưỡng đồ giáo không sao, cha mẹ phải lại. Nếu mình đạo, đạo gì mà đạo người chưa có, nhưng đạo chưa có thì nói chi đạo tiên, đạo thánh, đạo Phật, đạo gì. Cho nên sẵn đây con cũng làm rõ, để tang không phải của Phật giáo, cúng dỗ không phải của Phật giáo, cúng cơm không phải của Phật giáo. Nhưng mà những cái đó Đạo Phật tiếp nhận. Đạo Phật tiếp nhận. Mỗi văn hóa của, khi Đạo Phật đến đất nước nào, văn hóa nào tiếp nhận, rồi thổi vào đó, chỉnh đốn nó lại, làm cho cái văn hóa nó đẹp. Thí dụ trong khi cúng, chúng ta tụng cái bài nói về cha mẹ, để cho nó tác động vào cái người cúng. Và lúc đó người cúng tương duyên với cái người mất. Sự linh nhiệm, sự mầu nhiệm. Cái linh là cái đó, linh là mình cúng mà cái tâm mình có. Cũng giống như bác sĩ chữa bệnh cho bệnh nhân, bác sĩ phải thật tâm chữa cho bệnh nhân thì cái sự tận tình nó mới có. Bác sĩ chỉ qua loa khó hết rồi. Bác sĩ phải để tâm mình vào mỗi bệnh nhân, phải đọc kỹ cái bệnh án của bệnh nhân để mình có thể chữa trị một cách tốt hơn. Chúng ta cũng phải làm cái gì chúng ta phải để tâm mình. Đạo Phật á, quý vị nhớ vậy nè,
dù Đức Phật có nói tới cái khổ, Đức Phật cũng không dừng ngay đó. Đức Phật nói khổ xong rồi Đức Phật nói tại sao khổ và có cách nào để mình hết khổ. Cái đó mới là một bác sĩ trọn vẹn. Nói bệnh chỉ phương cách và an ủi bệnh nhân, phán cho người ta cả bệnh thân, không chỉ cách, không có được. Phật giáo cũng vậy, nói cái nguyên nhân, nói rõ cái quả đó, cái nhân đó, và cái cách nào để chuyển cái nghiệp đó, chúng ta gọi là chuyển nghiệp. Chứ không phải giống như đây là mở trung tâm này, trung tâm cai các thứ nghiện, nghiện rượu, nghiện cờ bạc, nghiện thuốc lá, đủ chỗ hết, để làm gì? Chuyển cái nghiệp đó. Lúc nó nhỏ ra nó đâu có nghiện, là do nó tập riết cái nó nghiện gọi là nghiện. Bây giờ mình gửi tới những trung tâm chuyển nghiệp, chuyển nghiệp hút thuốc, chuyển nghiệp đánh bài, đủ thứ cách hết, để làm sao giúp cho người đó chuyển nghiệp đó. Xã hội Mỹ cũng có những trung tâm đó, thì Phật giáo là một phương thức chuyển nghiệp chứ có gì đâu, tu là chuyển nghiệp. Thôi bây giờ mình tạm dừng. Thôi cái nghiệp nói lây tới cái nghiệp đó. Cảm ơn đại chúng. Dạ, mời cô, mời cô. Rồi thôi bây giờ để cho đại chúng thoải mái trước khi mình dùng cơm, chính cũng vừa đại chúng một bàn. Lâu lắm rồi có hát luôn á. Hy vọng các bạn nhớ lời nha. Dân dân nghe chuông báo giờ công phu, tôi bước đi từng bước nhẹ nhàng trên đường đất hiền lành, vào thiên đường lòng không nghĩ suy, luôn vững tâm vững hơi vào ra, bao phiền giờ đây đã tan, thân và tâm sống trong bình an. Tôi bước đi từng bước nhẹ nhàng trên đường đất hiền lành, vào thiên đường lòng không nghĩ suy, luôn vững tâm vững hơi vào ra, bao phiền giờ đây đã tan, thân và tâm sống trong bình an. Dân dân nghe chuông báo giờ ăn cơm, tôi bước đi từng bước lẹ làng trên đường đất hiền lành, vào sắp hàng lòng nghe đói run, tôi xới luôn một dĩa đầy dung. Và chúng ta sẽ gặp lại lúc 6:30 chiều nay.